thank you. Các bạn hôm nay chung vui với Quang, hôm nay bất đêm của anh rất là vui. Thank you. Thank you cái bánh của Lisa. Lisa nhớ anh này. Thank you. Cảm ơn chị. Vũ Dương xin bổ túc thêm một chút xíu nữa. Nếu mà không có anh Quang thì tất cả những người ở đây mình không có suốt ngon đẻ anh. Okay, happy birthday again. Alex tên cái bánh này, Alex gửi là happy birthday to anh Quang. Thank you for being our number one chef. Chị Quang rất nhiều, chị Yến là chị Yến là